Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn chung, năm 2023, Đà Nẵng tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho đầu tư công. Nhiều dự án trọng điểm, động lực được triển khai đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đưa vào sử dụng, được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế thành phố, trước mắt cũng như trong dài hạn. Sau thời gian dài chuẩn bị, cuối tháng 11 vừa qua, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng với chiều dài hơn 7,5 km từ xã Hòa Nhơn đến giáp ranh huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã được khởi công xây dựng, với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 788 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng xóa bỏ nút thắt cổ chai tồn tại bấy lâu nay. Niềm phấn khởi như được nhân đôi với người dân Hòa Vang, bởi trước đó vào tháng 4 năm 2023, tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan cũng đã được khánh thành đưa vào sử dụng, không chỉ thuận lợi giao thông đi lại mà sẽ cùng với trục liên chiểu Thuận Phước và trục đường hai bên sông Hàn, trục du lịch ven biển tạo nên vành đai giao thông du lịch bao quanh thành phố. Thì đối với người dân thì rất là phấn khởi và vui vẻ. Thì khi có tuyến đường này thì coi như là tạo nên cái điều kiện coi như là vô lưu, coi như là đi lại của người dân rất là thuận tiện hơn nhiều so với là những năm trước. Cùng với Hòa Vang, năm 2023, người dân quận Liên Chiểu cũng chứng kiến sự sôi động chưa từng có khi nhiều dự án trọng điểm hàng ngàn tỷ đồng của thành phố cùng lúc triển khai. Dự án bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung sau một năm khởi động đến nay đã dần dần định hình và đảm bảo tiến độ đề ra. Cùng với đó, dự án tuyến đường ven biển nối cảng cũng đã khởi công xây dựng và triển khai thi công khẩn trương ngay từ đầu. Về đường dùng chung thì sẽ có nhiều cơ sở phát triển về logistics dịch vụ để cho cảng ngày càng phát triển và tương lai sẽ là đô thị cảng ở khu vực này. Vị trí cảng Liên Chiểu phát triển thì là một cái niềm kỳ vọng cho toàn thể nhân dân của phường Huệ Bắc nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Ngoài các dự án trên thì trong năm 2023 này, thành phố cũng đã hoàn thành công trình nâng cấp tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3 giai đoạn 1. Các dự án y tế chuyên sâu tại Bệnh viện Đà Nẵng là trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc và trung tâm phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tạo hình. Ngoài ra, nhiều dự án trọng điểm khác cũng đang đảm bảo tiến độ đề ra. Thành phố sẽ hoàn thành khoảng 30 trên 38 công trình đã đăng ký và khởi công khoảng 19 trên 27 công trình đăng ký. Và từ đầu năm đến giờ, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 91 công trình với hơn 5.000 tỷ đồng và đẩy nhanh cái việc phê duyệt dự án. Chúng tôi rút kinh nghiệm trong những lần trước, chúng tôi tập trung làm các thủ tục về đầu tư phê duyệt dự án để làm cơ sở cho vấn đề đấu thầu, cho cái việc giải ngân trong những tháng đầu năm của năm 24-25 này thì nó sẽ có cải thiện hơn. Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, việc tập trung cho đầu tư công sẽ góp phần quan trọng để khơi thông nguồn lực cho phát triển thành phố, không chỉ trước mắt mà trong dài hạn sắp tới.